Rồi, sáng nay là mình có hẹn với lại chị Xanh, nữa như là bữa tuần trước mình có gái mà. Đi con đi vô đi được. Trời ơi, rảnh không tự nhiên giờ đều đi kinh mèo. Hello, xin chào cả nhà của mình. Cả nhà ơi, bây giờ là Ngọc chuẩn bị đi qua nhà chị Xanh với lại anh Tý. Hôm bữa hẹn nhau là đi qua bển để câu cá lóc rồi với lại ăn thịt heo quay chị làm nè. Rồi qua nhà chị chơi. Cả gia đình cùng đi luôn cả nhà. Cả nhà, cái nhà Ngọc á vẫn còn bán cái nước hoa nha. Đây là nước hoa của nữ nè và hai loại nước hoa cho nam. Mỗi chai như vậy là 5ml, mình mua 5ml xài thử trước đi. Thấy được rồi, ok rồi, mùi tốt rồi thì mình mua cái chai lớn xài sau. Thơm lưu hương cho mình từ 6 cho tới 8 tiếng luôn á cả nhà. Sài Gòn thì từ 1 tới 2 ngày có, tỉnh thì từ 3 tới 5 ngày có nha. Mình mua hàng cứ liên hệ số điện thoại Việt Nam hoặc là số điện thoại Mỹ ha. Nè ba, hai chai ba chọn chai nào? Quá thơm. Which one is yours? Okay. Mẹ. Thơm chút xíu chứ. Thơm thơm chứ đi ra ngoài mà. Thơm. Just two is needed. One here and here. À, hôm nay trời cũng lạnh thay thế ha. Hôm qua mưa cả một ngày luôn. Qua mưa nguyên ngày luôn. Hôm qua Ngọc nói trời gió ngày mai mình lên chị Xanh chơi đừng có mưa cho vui. Hôm nay là có bắt 10 nữa. Bắt 10 là bạn với ba thì cả nhà cũng coi rồi, bắt rủ bắt 10 qua đây câu cá luôn. Bắt 10 là thần tượng câu cá. Nay đem đầy đủ đồ chơi hết trơn. Vừa có hả thùng máy cá rồi này kia. À, bia nữa ba. Bia vô hai uống này là thùng mày đựng cá không biết có không mà chuẩn bị rồi giữ dành rồi. Này là cả nhà coi gió nè, đó là thấy lạnh rồi đó, thấy không, quá trời gió luôn, nó hù luôn. Chị mới đi giao heo về hả? Có không, nhà em đu đủ quá trời. Trời ơi ăn không hết luôn. Mấy con cá bữa giờ sao, khỏe không? Mạnh giỏi vậy hả? Trời ơi, gió. Còn ra đây còn không? Ồ, nay nước sao thấy đậm màu vậy ta? Nước sao nay thấy nước lớn hay gì đây nè? Hay là lạnh quá, bả chui xuống dưới kia hết trơn rồi. À chú bác này dân đi câu mà chị. Câu có quyển vô đồ đó. Người là bạn của hai em, hai con. Ừ. Chào đó con. Chào rồi. Chào rồi con. Chào bác, chào chú gì đó. Chào chị. Trời ơi. Dân đi câu nó cũng đưa. Câu biển, câu đồ, câu cá lóc gì á. Chà, từ ngày mà hả mua vị qua nghệ tây cái giờ là ngày nào cũng bỏ chai vị qua nghệ tây vô uống thấy chưa? Trời đất ơi. Bữa giờ là chị cũng còn uống cái gì hoa ngày tây này là cũng ngủ ngon vậy phải không? Ừ. Ok. Mấy hồi ông chồng chị á nha, nói thiệt luôn nha, ông ngủ con gái là chị ngủ không được, giấc ngủ chị nó không có sao. À, anh ngủ mình gái quá là mình ngủ không được. Gái là không đi ra ngoài phòng khách không á, mà đợt này uống xong á nói thiệt nha, ông gái cỡ nào mà cỡ chị ngủ là chị ngủ không nghe tiếng gái trong phòng luôn á. Không mà ngủ được cũng khỏe. Mất giấc ngủ nó mệt mỏi lắm. Người mà sống thì ngủ là... Đúng rồi. Chị ăn thì ngủ được là hết 2 phút rồi. Mà cái này là ăn mà chị thấy ngủ nhiều. Này 2 gram là chị uống rồi, em nói thì chứ 3 4 tháng nữa chưa hết. Thấy không? Chừng nào hết nữa gọi điện thoại cho em. Chắc ha. 2 tháng rưỡi hết á. À. Mà nếu mà người nào nó quấy là chị cứ pha như vậy nè, một ngày chị uống hết chai, một ngày ảnh hút uống hết chai. Chị uống ngày 3 chai luôn. Dữ hả? Chị uống thay nước luôn bà. Cái ấm này nè là chị nấu tới 1.5 lít 3 chai nước lọc gì nè chị đổ vô rồi chị uống ngày 3 chai. À ủa gì chị nấu nước sôi hả? Nước sôi xong chị đổ nó vô. À, cái này mình pha nước nào cũng được hết. Nước lạnh được luôn hả? Không có cần nấu nước sôi. Ôi trời rồi, có biết chị lấy cái chai nước suối 500ml của Costco. Chị thả vô nhưng mà để nguyên đêm đi. Sáng tối bỏ vô, sáng có đem đi làm uống. Vậy hả? Dạ. Chị cứ làm vậy chị em. Không đừng nấu chị mất công. Nấu rất mất công, nước nóng cũng được, nước lạnh cũng được, còn không á, mở ra tủ ngăn mát tủ lạnh cứ bỏ vô ngăn mát tủ lạnh ngày lấy con chai ra uống. Vậy hả? Mà nóng quá bỏ cùng nước đá vô uống luôn cũng được. Cái này thảo mộc mà. Thì cũng mừng. Rồi bữa giờ còn uống cái bào tử nấm linh chi phá vách không? Ngày nào uống. Nè, uống hai viên hai vợ chồng ha, uống cho khỏe, làm quá cực lực mà.
tăng cường sức đề kháng, mở máu rồi này kia nữa nha. Chị làm bữa em nghe chị bị mở máu đó, ráng uống vô. Chắc còn mấy bữa nữa hết cái chai đó chứ gì. Trời ơi, một cái chai có 60 viên, hai vợ chồng uống có nửa tháng là hết rồi. Ủa không phải, một chai 60 viên mà hai vợ chồng uống nửa tháng. Còn nhà em chai 60 viên ngày 4 người uống 8 viên rồi. Uống có 15 ngày à. Cái này chắc ảnh với chị mới làm mày sáng nè. Chắc này cũng chuẩn bị giao ai nè. Ui cha ơi, dịch quay nữa nè ông bà cô chú. Cái này là heo quay nè, rồi có gà quay nữa. Ông bà cô chú nào mở Florida, mở gần gần Ngọc á, vòng vòng khu vực Phật là đèo mà em mì rồi này kia, Boca ha, Coral Spring, West Palm Beach, Boynton Beach gì này kia, vòng vòng khu vực này nè. Là có heo quay rồi này kia, mình muốn ăn cái mình liên hệ trực tiếp ở đây. Như cũng có đang quay cái gì ngang nghe xèo 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 nè. Bữa nay á là mình được á hả, vừa quay xong là mình ăn liền luôn nha mẹ. Yeah, coi nè, có gia vịt nè. Ngon ha, vịt thì mình chưa ăn, gà thì chưa ăn. Còn thịt heo quay thì ăn rồi. Quay ăn cái miếng này mà bữa mua chợ. Tại vì mình mới vừa đem ra giao chợ Quốc Hương á mẹ. Dạ hả? Dạ, hình như cái này đang ấy nè. Nghe xèo 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 mày nè. Mở được không ta? Thôi không biết đường, thôi đừng mở. Không biết đường, thôi đừng phá. Mấy này miếng nọng ngon. Đang quay chổng ha anh. Đang quay chổng. À, mở em coi thử được không? Quay con gà gà. Tại cái này nó nấy. À. Ồ, con gà quay cho mày nè. À, có một con gà mà cũng muốn quay cái lò bự chà bá không? Tại đi lửa nhẹ. Ừ, gà đó chút mình ăn có phải không? Ừ. Giờ này mình ăn nè. Ờ, cái miếng. À, mình ăn đó con vịt quay luôn đó. Rồi heo quay đó của mình luôn á. Rồi ok. À, ok. Ngon Ngọc ha. Ba gọi mỏng quá. Chút nữa cái cho mình bỏ vô cho nó nóng cái nữa ha. Ồ. À. 15 năm kinh nghiệm ở Việt Nam cả nhà. Ủa nó lên vô nãy giờ anh ra có thấy con cá nào không? Đó, bỏ vô lại luôn. Ảnh nói sợ lạnh nó có lên. Dạ mình ăn. Wow. Ngon. Ngon không? Ui cha ơi là ngon. Đó, con gà của hôm qua chị cho em ăn cà ri đó. Thấy nó cà ri ăn đó. Trời, chị nói có mấy cô rồi ghé xuống mua bánh bao, đặt heo quay, đặt gà, đặt vịt quá trời kìa. Vậy hả? Ở đây là trời mà chiên làm cái này luôn chú bác Mười. Chiên heo quay nè, gà quay, vịt quay. Cúng kiến đồ này kia tất cả là anh làm tại nhà hết rồi. Bác Mười mà có đám tiệc gì á, cứ đặt ảnh. Dạ. Yeah. Ship từ Việt Nam qua Hải Bồn á. Mười lại coi trong lò kìa. Thế à, cái gì đó. Cái này thì có 1.000 à mà tiền ship qua tới 2.000. Ship từ Việt Nam qua cái lò này 2.000. Là tổng cộng là 3.000 đồng cái lò này, về qua đây hai lò 6.000. Cái gia tài ở đây nè. Ở đây nó không có, mình phải đem lên Việt Nam qua. À, ở đây là mình không biết mình vô đâu mà mình có mua ai mua bản á. Ờ. Mì Quảng rồi, mà cá lóc á là mì Quảng luôn. Ở đâu? Ở ngoài Quảng Nam hả? Ờ, quận 12 á. Ủa, bây giờ còn bán không? Còn. Quận 12 mà. Tên gì, mì Quảng tên gì? Chợ Lạc Quang. Chợ Lạc Quang á. Nói bà Tống. Bà Xuân. Bà Xuân bán mì Quảng ở chợ Lạc An hả? Lạc Quang. Trên gần An Sương á. Chợ đó bà cũng hay. Bán mì Quảng là có tiếng chỗ đó luôn á. Chà, chiếc này Việt Nam chiếm ăn thử. Cá lóc mà của là má chồng bà mì cá lóc ngon. Mì cá lóc mà. Không có tanh làm. Nha. Nó định câu lên làm mì cá lóc á chứ mà nó mắc quầy nó cực quá không có làm được. À, tính câu cá lóc lên nè. Đây nè, không, nó biết cái hơi của chị á, nãy giờ em ra nó không có, nó cái hơi của chị ra cái nó lên liền, em nói thiệt chứ chị. Nó hết rồi đó, thấy chưa? Nó bu lại thế nha. Khoan, từ. Thường cho nó ăn sao luôn. Dạ. Mà hồi em mới tới em không cho ăn nó cũng bu cả đống vậy á. Rồi, cho ăn thịt heo quay luôn cả nhà coi nè, đó coi ăn kìa. Coi được đời không, ăn 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 toàn ăn sướng không à. Bởi vậy cái thịt của nó thì thôi luôn á. Thịt đó là khỏe luôn á. Đó, bắt 10 giờ là bỏ cái gì đó heo quay vô nè. Heo quay. Bờ cũng nó cũng lụm đó. Cỏ cần câu phao. Không cần có phao hả? Không cần có phao, đứng đây quan sát cái bờ đời. Thử nha. Là lụm à. Đừng có đi ra ngoài thấy cặn là nó dạng đi. Chú trang khôn, dễ sợ khôn thì cái chứ. Không, em nghĩ không tới nổi mà. Ba đi ra, ba tránh ra chưa, bắt 10 bắt đầu thả. Đó. Đó. Hấp dẫn quá. Hấp dẫn mà. Cặn gì trời, phải dùng xa. Ui trời, quá xa rồi.
Có không? Mà sáng nay có người tới câu hả chị? Câu được không? Có không? Rồi cứ thả cần nó đi. Chà mấy bạn chó này nè, coi kìa. La lớn sầm kìa. Rau nè. Nó ăn rồi nó bốc mùi, nó giật cái phao xuống rồi. Dính rồi. Đừng cười mẹ, mẹ đừng cười, mẹ đừng cười. Ủa? Có không? Ủa? Ủa gì sao cái phao chìm kỳ vậy? Chắc mồi bự quá. Nó ăn rồi đó, nó ăn rồi đó. Đó nó ăn rồi đó. Thấy đó, nó kéo cần câu rồi. Nó kéo cần câu rồi kìa. Đó. Cần câu thấy lung lay rồi đó. Cái này là anh bỏ vô cái anh làm cho nó nóng lại á. Đây chào bà chưa? Trời ơi, có cục vàng á, cục vàng mới vừa đi ăn xong á, cục vàng ăn gì vậy? Dạ. Daddy come over here. Con lại đây ấy giùm cô cái. Gì đó con tên gì con quên này. Con cơ hả cơ? À. À. Okay. Quá trời thơm, quá trời đẹp luôn. Rồi bây giờ là mình bắt đầu làm cái ướp gà ha. Rồi bây giờ là bỏ con gà lên. Mấy cái cây đó quẹt cái dầu mè lên, dầu điều lên trước. And we have like a, some kind of seed that but like a special quality like chicken. So good. Very nice. Rồi cái xong rồi cho nó cái màu cho nó đẹp 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 chút ha. Đậm đà nữa. Ừ. Tại vì cái này là hồi để hướng sinh ra. Vì sao mới dùng cái này, dầu này để dính áo chị được, dấu đỏ được luôn. Cái này là có mật ong này nữa phải không? Là ăn nó ngọt 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 đó phải không? À, có ớt nè, hai loại ớt nè, ớt bột với lại ớt cái nè, của Hàn Quốc nè. À, mong muốn mình bắt trước vậy đó. Muốn ăn cái gì cái mình dễ làm. Trời ơi, con chắc ngày nào con cũng ăn nghe, ngán không? Ủa chưa ăn gà luôn hả? Trời ơi, ba mẹ làm mà nó chưa ăn gà. Tại là con không ăn chứ không phải là con chưa có ba mẹ chưa làm. À. Cái gì con? Ai bo nè con nè, ai bo nè. Hả? Hả? Cái đó thì cái cánh vịt thì nó bự tới cỡ đó thôi con. À con, cái lò này là cái lò mà để quên. Đâu? Đây. Hầm hết hồn. Nè anh kéo nè anh mười. Mười lại lỏng nó đi mười. Chú mười xong chú mười chú thông dong quá không ai biết câu hết trơn. Đã thì you know how to do it, he doesn't know. No. Để cho bắt mười đi. Trời ơi có con cá mà sao quá trời người luôn. Ô trời ơi. À nó cắn rồi kìa, nó cắn rồi kìa. Ủa con này không phải con cá lóc. Con cá gì á? Phải không? Ờ đúng rồi, con cá lóc. Cá lóc. Mẹ đi lấy vợt rồi, chứ còn cái này là không. Quên đây. Daddy, look at that. Look what my dad had. Ủa mà sao nó chết luôn rồi? Thấy nó nằm nó nằm êm ít chết gì. Ồ nó giả hả? Trời ơi ớn nó không? Ôi trời ơi. Nhau nằm cái gầm. Wow. Cá lóc hả? Wow, it's a bass. Cá lóc. Trời ơi. Trời đất ơi trời. Ôi cha ơi. Oh my goodness. Ôi trời ơi con cá. Trời ơi. Trời ơi. Wow. Oh wow. 7-8 kg. Khủng khiếp. Có cái cần không? Có cần không? Có cần thử.
Ôi trời, cả nhà ơi, con cá nó quá to rồi cả nhà. Con lạnh hả? Con lạnh vô tao vậy con cá. Bự quá trời. Đây cả nhà. Rồi để bây giờ cân hả? Cân thử ha. Ờ cân đó em sợ cân nổi nó không vậy? Cân nổi 24 kg lận. Cái này mình lấy ra hả? Phải không? Cái lóc đâm đau lắm hả? Nhất cái mà nó đâm cái nhất lắm. Vô trong đây thì ít thấy to nè, mà ngoài to dữ lắm. Anh nào cầm cái lóc ôm gì? Đúng rồi, cầm cái lóc ôm đẹp đẹp lắm á. Rồi bởi con tính vậy đó. Rồi coi. 1 2 3 4 gang tay. 4 gang. Trời ơi trời. Hồi nào đến giờ mới thấy cá lóc hết trời cả nhà ơi. Từ nhỏ tới lớn mới thấy con cá lóc như thế này luôn. Ôi đất ơi. Ủa cái à, ngâm lại ha. Anh giả dữ mày ha. Anh giả anh nằm im à. Lấy móc này móc rồi cầm lên nè, cầm lên là chụp hình. Đúng rồi đó. Thôi ôm dơ ôm bay. Ai giờ mẹ đúng rồi. Ngoài ship lại cho nó em coi cái ngoài. Đó mẹ nói rồi. Mẹ nói rồi con mặc cái áo khác đi không chịu. Con nói con mặc áo khác vô là con đỡ. Không đúng rồi, nó bận vô là đỡ tay vậy không gài này. Đó, vậy được rồi đó. Không đang mua bông tay khác. Dạ. Trời ơi giờ thời trang lắm nhiều cái đông bông tay lắm. Wow. 11 phao cả nhà, tính ra con này là 11 phao 5 kg. Thì Quỳnh nó nhỏ quá bỏ không được. Nhỏ. Nói như bắt 10 á, kiếm cái sợi dây xỏ vô cái mang. Chị ơi, chị có cái cooler không? Cho em mượn cooler để mốt em đem qua cho. À, cái đó cũng được á con, cứ để đại đó đi. Cái bỏ xuống nước hả? Đâu có. Không có, anh ấy cho nó đây sống á. Đây nè cả nhà. Không có. 11 phao cho cái con này. Để cho nó tươi á ha. Đang cho nó sống á. Wow, lần đầu tiên trong cuộc đời. Tại mình còn ở chơi mà. Một con cá lóc hồi nào giờ mình thấy có chút ép gì chứ mấy. Đó. Trời đất ơi, cá lóc xong luôn. Thiên nhiên Mỹ luôn, thiên nhiên cá lóc luôn cả nhà ơi. Cái bụng mang thịt bò nè, bụng đang ăn thịt bò nè. Trời ơi, nó no kìa. Bụng nóc luôn lẹt cả nhà ơi. Trời ơi. Không bỏ vô. Heo quay chứ bác thịt bò. Ôi trời. Đó, giờ bỏ vô đây nè. Đó mẹ. Mời. Rồi. Theo nè. Bây giờ là có cũng đổ nước vô con. Đổ nước vô cho nó con. Con có đồ sủi oxy. Trời ha ngọc ha. Cho thở oxy luôn hả? Đó trời. Đây. Nãy nhiêu con? 11 phao, 5 kg hả? Tính ra 5 kg đi, từ pha thao trừ đồ 5 kg đi. Thì đó, trừ phao trừ đồ con trừ hết rồi đó. Chị này chỉ đó 7 8 kg không có đâu. 7 8 kg là tới 10 mười mấy phao là 16 phao rồi. Con cái mình nó bự nè. Trời ơi. Cái mình á ở trong video nhìn không có bự nè Ngọc. Đúng rồi. Đúng rồi, quá bự luôn nè. Đúng. Nhìn qua màn hình video thấy con cá không bự. Ừ. Nhưng mà ở ngoài á mình mới thấy mà nó bự. Hai cái tay con cặp lại vậy nè. Hết tài ảnh em cái thùng bự kìa. Trời ơi coi được đời không? Coi được đời công chúa ngồi nè ông bà cô chú. Giờ ha. Công chúa ngồi nè. Cũng muốn ngồi coi vừa coi cá vừa coi đồ. Ê, sát phone đá đi. Cãi nhau là nó sợ mình biết là nó chơi tiếng Mỹ không? Vậy á hả? Bởi vì là cãi nhau là mình không có la được phải không? Tưởng đang nói chuyện phải không? Có gì đâu. Nhiều lúc cái từ mình hiểu nó tụi con đừng có nghĩ mẹ không hiểu nha, mẹ hiểu hết á là anh im. À. Trời ơi cãi nhau cãi tiếng Mỹ không? Nó ở dùng chiêu á cãi mà những cái từ nào mà mẹ không biết mẹ không hiểu là mấy anh nói ra là cái lắng em nghe vui lắm mình cái trận đầu vậy rồi bây giờ là lót báo lót đồ ra là đúng là chặt thịt heo là phải lót báo lót đồ ra nha rồi bỏ mấy hai quay vô luôn em đó được ăn heo quay được ăn heo quay được chị heo quay được dịch được ăn heo quay khen quá trời đấy đúng rồi đúng rồi bữa ăn heo quay khen á. I think I have some pork. Yeah. Trời ơi, chưa gì là còn take to go nữa. Yeah, can't you hear? I gotta go back to work. Oh, you're not hungry yet? No, ý là anh mới ăn.
Nên là chút nữa là ảnh xin một miếng anh đem về nhà để anh ăn trưa, chứ còn ảnh ăn không đây không được, anh mới ăn sáng rồi. Yeah. Okay, oh, à, tiếng Anh dữ rồi, giỡn đâu. Right, vậy mà nãy nó không biết tiếng Anh. Yeah. Mình nghe rồi, mình nghe tiếng nha. Cái da nó giòn rồi cả nhà. Rồi, đó. Ôi cha ơi, đó, miếng nào miếng nấy thôi. Very juicy, mọng nước luôn. Trời ơi. Hả? Không, để thử miếng không? Ừ, thử miếng đi. Ngon, nó nóng ăn ngon. Về nóng hàng mới ngon, em xin phép nha. Em xin phép cả nhà mình nha. Để em thử cho ông bà cô chú coi. Mời cả nhà của mình. Cô mời mẹ nha. Mời anh chị. Cái mỡ nó mềm quá ha. Ngon quá là. Không thể nào tưởng tượng nổi. Ngon quá. Siêu ngon. Béo giòn. Không có gì mà ngon bằng heo quay mới vừa ra lò. Cái miếng nặng chưa đó. Nhà anh vậy anh nghe cho nói vậy chắc ai cũng nấu ăn ngon rồi. Mẹ thì nấu mì quảng bán, còn anh thì làm thịt heo quay đồ này kia. Anh chị em trong gia đình anh rồi còn ai nấu được gì nữa không? Nấu buôn bán không? Cũng nấu buôn bán không hả? À, anh ơi cho em miếng wifi. Wifi chị để cho ngồi trọng có. Đúng rồi. Wifi. Wifi là cái mạng mà. Không có mạng là buồn lắm. Thì cái chứ, mình đi đâu mình cũng cần có wifi hết trơn. Hồi nãy về sao con không sinh sớm? Không dám sinh á, còn nghiệp. Wow. Ngon ngon. Thịt heo mà cái chị làm vậy nè. Cái này nè, vừa giòn vừa béo vừa ấy nè. Đúng rồi, đúng rồi. Chứ còn mà ví dụ như mấy cái tiệm người Hoa thì mình hơi cái kiểu hoa hoa chút xíu, mình không có hợp nhiều. Nhiều lúc mình mua nó cũng hơi bị khô. Anh đi con cũng ăn. Đói bụng rồi, giờ này là đứa nào cũng đói bụng hết trơn rồi, mới ngủ dậy mà. Ăn đi con. Dùng hồi bữa con với nó có ba con xuống cho cá này trung quá. Wow. Ngon quá hãy giòn đúng mà. Quá là ngon. Anh công nhận mấy cái cổ này là bánh bao hết anh à, thấy bao á, bánh bao luôn mà. Ê. À. Ừ. Gần lắm à. Ngon lắm luôn. Dạ, dạ mời mời anh, mời ba mẹ, mời mời bác ba Mười. À. Bác Mười nãy giờ ăn thịt heo quay thử chưa? À, mời ăn thử em mời. Ngon không anh? Ngon ha. Miếng nào ra miếng đó ngon lành. Ngon lành. Cũng, cũng có cái chỗ rồi, mốt bác Mười mà cứ muốn mua heo quay heo đồ này kia, gà quay đồ cứ ra đây. Có lý. Nói gì chút xin số điện thoại ảnh gọi trực tiếp cho ảnh luôn. Ảnh là ảnh làm mấy chớp lần. Ảnh là ảnh còn đi làm nhà hàng Việt Nam á. Nhà hàng rồi cái về bán heo quay làm hai ba chớp nữa. Rồi. Sao? Con mẹ ăn chung tô này phải không? Có biết sao tẩy có nhiều đồ không? Quất tô này cho hết ăn được gì luôn à. Rồi, xin mời cả nhà cùng ăn mì quảng, ăn thịt quay, vịt quay. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều bữa nay đã mời gia đình mình tới nha. Mời chú, mời ba. Mời ở cũng ăn nào. Ừ, ăn đi con. Từ nhà anh chạy qua đây 6 phút. Ngon. Nó lạnh nó mức mà cái này mới nướng nó nóng không mà giờ nó nguội. Trời lạnh lắm. Con mày ăn chúng này hả mày ha? Quảng ha. Ngon.
Đúng là có nước mắm ớt á mà sao. Trời ơi. Mẹ mẹ ảnh là nấu mì Quảng ngon mà chỉ mà nấu mà không ngon nữa là chắc ảnh la đó. Ảnh la em không học của mẹ của mình á. Không mẹ mẹ nấu ngon. Đó. Rồi bây giờ bác còn bán ở chợ Lạc Quan không nha em? Còn. Ủa vậy hả? Còn bán chợ Lạc Quan không à? Bà già xin lỗi, bà già em tên gì? Trần Thị Kim à, bà Sơn, ba em tên Tống, cứ gọi là bà Tống. Bà Tống, bà bán tại chợ Lạc Quan luôn. Không, phía sau chợ. Phía sau chợ, phía chỗ nhà thờ á. Đúng rồi. Ngay nhà thờ phải không? À, nhà thờ phía sau nhà thờ nữa. Mà nói cái dùng đó ăn biết đó. À, bà Tống phải không? Ngon á. Bà Tống. Ok. Dạ. Không, cái dịp anh đây nên ghé đó đó. Cô hai bán. Cô hai hết bán luôn mà. Cô hai đi làm vợ. Dịch quay không? Dịch quay không? Đây chấm đây là chị. Cái nước chấm này. Nước chấm mà mày chấm dịch quay á mẹ. Nước này là dành cho chấm dịch. Để ăn dịch chấm đó. Thấy vậy vừa. Ok, bà chở cái này vô. Ngồi ăn đi. Ngồi xuống đi. Còn ai chấm? Ăn đi chị, không ai hết trơn. Anh ơi. Chứng ăn luôn đi, chứng ăn, ngồi ăn luôn đi. Anh với ông chồng em biết ăn món này không? Ừ. Vậy ăn cái tô ăn nè, tô bên nè, sắc ra nè. Tô mẹ ăn cô. Ừ. Quá ngon. Hồi bị dịch á, thì 2 năm trời á, là không có buôn bán gì được, cho nên bà chị chồng của em dưới bà. Đừng quay nước sốt ngon á. Nhịp quay nó sốt ngon luôn. Ủa? Gà là nước chấm này nè nha. Nếu như mà em đặt á thì em đặt bao lâu là có? Thí dụ như ngày mai em muốn thì bữa nay em gọi mình là có không? Có, trước ngày. Gọi trước ngày ha. Đúng rồi, để em lấy thịt. Trời ơi, cái ớt nó cay. Đúng rồi, trước ngày để anh đi lấy thịt. Ba cho con miếng gà ba. Rất là dễ cho con. You're very nice home. Yeah, yeah, thank you. Cũng có thằng cháo, cũng mì trắng. Cái gì món Việt Nam nó cũng ăn. Tiết canh nó cháu cũng ăn. Cháu ruột luôn á. Cháu ruột cứ qua đây chơi lắm nè. Tại vì ông già nó có nhà ở đây nè. Hey daddy, I want you to try this. Học vịt lộn nó cũng ăn nữa. Anh lại kén ăn. Chồng em thì hơi kén ăn. Tối qua nó cũng ăn luôn. Ngon quá. Vợ nó bày ăn, cháu em bày ăn là ăn được hết luôn. Anh em nuôi ngon ha, mì Quảng làm cũng đặc biệt luôn á, mì Quảng làm cũng quá ngon. Hơi bị mặn không anh? Không, mẹ. Không không có mặn. Thường thường mẹ em làm. Dạ. Ghim á ha. Dạ. Cháu còn nhỏ mình đã cay không? Anh quay em rồi. Anh tự nhiên em mở dám ăn luôn á. Cay lắm, ớt này cay lắm. Nó giống như trái ớt xiêm mình nha, mà cay ghê lắm. Rồi. Đây nè, cả ký hơn á. Rồi. Nó giờ nó tàn hết rồi, giờ nó ra bịch hết. Không mà ăn mì, con ăn cái gì ăn mấy ớt. Wow, con tiếp theo là tưởng ai ngờ, tưởng cá ai ngờ, rùa. Ê, bên kia nó có giật con rùa nè cả nhà. Chạy đi, con muốn đụng rùa không chạy đi. Đúng rồi đi. Nó cắn nè. Cắn đâu mà cắn. Trời ơi, tự nhiên không. Wow, trời ơi, chay con coi bàn tay của con rùa chay. Ôi, bàn tay nó kìa chay. Ôi ha. Yeah. Ôi, rất ơi, ăn. Đụng ơi. Ồ, trời ơi, chụp hình. Nó lấy điện thoại chụp hình. Con rùa nó kìa con. Không ơi. Con này con rùa ba. Rùa nè. Con này con rùa. Con rùa tai đỏ. Đây coi rùa tai đỏ coi. Coi hình coi. Rùa tai đỏ này là con rùa tai đỏ mà. Biết nữa. Là thả cho em rùa đi đi. Đúng rồi, cho em đi. Lấy ấy đi. Mở ra, mở cho nó ra coi. Trời thưởng kim cho cá lóc nữa. He's not smart. He's not smart. Trời ơi, thưởng cá lóc. Ông ngoại. Thả đi nha, thả rùa nha. À, ngoài chờ con cái. Rồi, ok. Chạy đừng có đừng đứng xa gần quá con. Gần quá. Rồi, bye bye rùa nha. Rồi, trợt cái chân xuống dưới cá sấu lẫm luôn. Rồi, một em nữa. Nó nhỏ.
em thấy là em bay ra liền. Em thấy là em bay ra liền, đang kéo nó qua đó, đang kéo nó qua đó. Mẹ, mẹ lấy cái vỏ bự đi. Lấy cái vật bự đi mẹ, lấy cái vật bự đi mẹ. Ra đi mẹ, ra đi. Rồi nó kéo mất 10 qua bên kia rồi. Tụi mình già rồi đó nha. Thấy không, thấy em Phi không? Ai Ngọc đó, ừ. Phi lẹ mà nó vô nửa chuyện nhưng cái tâm nó nghĩ tao cá. Chưa sợ. Con gì đây, để coi con gì đây. Bước ai ra đây, ra đây, ra đây. Ai đem mấy ra đây. Ôi trời ơi, có kìa. Quá bự luôn. Giật, 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 giật. Giật, giật, giật. Wow. Ủa ba đừng từ từ, cái ba bút nó lên luôn, cái ba từ từ. Wow. Anh ơi coi cái giọt này nó gãy á. Rồi vô luôn, rồi được rồi. Bút qua đây, ba bút qua đây, ba bút qua đây, rồi ok. Nãy giờ cũng còn mạnh lắm nghe. Thấy chưa, thấy chưa, không giờ con chạy là trời ơi. Nếu như mà cái này nó không mắc ngay chỗ này là nó kéo cần câu đi luôn mất tiêu rồi. Nó lên cần câu đi luôn. Cũng phóng, cũng phóng như tên bay. Lạnh đâu, thấy lạnh đâu. Lạnh. Giỏi. Ôi ơi, con này cũng không thua kém gì con kia. Wow. Ôi đất ơi. Ôi đất ơi. Ôi trời ơi trời. Wow. Quá trời luôn. Hai em ơi. Ô hai em đều bằng nhau. Bằng nhau. Bằng nhau. Ôi đất ơi. Ôi trời ơi. Về nó sải tay luôn cá về hồ nè trời. Sắp hai cá chịu không nổi luôn rồi cô chú ơi. Trời quá rồi. Quá trời luôn rồi. Hai con này bằng nhau rồi coi. Bằng nhau á. Con này lớn hơn. Con này hả? Con này chắc 13 phao. Trời ơi. Cái đuôi con này dài hả? Đuôi dài hả? Bây giờ câu nữa không? À, thôi nghỉ thôi, được rồi. Anh nghỉ phải không? Vậy được rồi đó. Chủ nhật qua cho tí gì đâu. Không giờ chơi tí. Rồi, rồi giờ cá sách không nổi thì giờ gắn theo mà. Cá gì khỏe hơn nè. Ai mua cá lóc không? Ôi cha ơi là cá. Đã không? Quá đã luôn. Ở dưới hồ này còn nhiều lắm đó cả nhà mình ơi. Ta đưa vậy đây. Cho anh xem kẻ vô tại vì mấy ông anh không? Bên, rồi xem kẻ đây, xem kẻ đi. Sao xem kẻ sao đứng vô hả? Rồi đứng vô. Em nói là cá lóc câu hồ nhành tí nè. Ra đây là cá lóc câu hồ nhành tí. Rồi mấy anh em bạn bè của chú tí mới mốt qua đây câu nha. Đã không? Ở nhà thấy không? Quá đã. Ngày quá là vui luôn cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là cả nhà mình thích cái video clip này. Hẹn gặp lại cả nhà mình vào ngày mai nha. Bye bye.